Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa. Định hướng một số nội dung cần tập trung thảo luận, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về chương trình hành động năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thảo luận sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy. Kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Năm 2025 sẽ tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp. Dự thảo chương trình hành động còn đề ra nhiệm vụ về xây dựng đảng, vì vậy cần thảo luận về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ chế bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm vì lợi là ích chung. Hội nghị đã chia thành 3 tổ để thảo luận các dự thảo trình tại kỳ họp. Qua một buổi có 50 lượt ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản. Các ý kiến có tính trao đổi, phân tích, phản biện, đề xuất giải pháp thực hiện. Hội nghị lần này ban chấp hành đảng bộ tỉnh còn lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên ban thường vụ tỉnh quỹ, thực hiện quy trình công tác cán bộ. Sáng ngày 26 tháng 12 nhằm ngày 14 tháng 11 âm lịch, tại khu di tích Gò Tháp, lễ tưởng niệm 157 năm ngày mất thiên hộ Võ Duy Dương và đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, được long trọng tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo sở ban ngành địa phương và nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự. Tại đây các đại biểu được ôn lại công lao của hai vị anh hùng đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lễ tưởng niệm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12, với đầy đủ phần lễ và phần hội. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn hai vị anh hùng của dân tộc, mà còn là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, thu hút du khách thập phương đến với di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Chiều ngày 25 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo sở ngành liên quan đến kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị cho festival. Kiểm tra tại quảng trường thành phố Sa Đéc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ hội, vệ sinh môi trường tạo không gian xanh sạch đẹp trên địa bàn, đảm bảo phục vụ tốt festival qua kiển. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ du khách tại khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông và các điểm tham quan Dường quýt hồng tại huyện Lai Dung. Tại các điểm đến thăm, ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn các chủ điểm tham quan cần đa dạng thêm sản phẩm dịch vụ, tạo điểm nhấn và ấn tượng cho du khách khi đến tham quan. Với giá vé 40.000 đồng một người, du khách không chỉ được tham quan công trình kiến trúc tìm hiểu lịch sử nhà cổ Quỳnh Thủy Lê mà còn được thưởng trà dùng bức gừng, củ ấu, hạt sen, nghe và giao lưu đàn ca tài tử trong khuôn viên nhà cổ. Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng Festival Qua Kiển Sa Đéc lần thứ nhất tại Đồng Tháp. Dịp này, Đồng Tháp sẽ đưa vào 4 chương trình tour du lịch mới, gồm 2 ngày một đêm tại thành phố Sa Đéc, trong đó 3 tour có tham quan nhà cổ Quỳnh Thủy Lê. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau đại học cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông, ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2030. Quyết định phê duyệt 220 chỉ tiêu đào tạo sau đại học cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông, ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2030. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025 sẽ đào tạo 83 thạc sĩ và 3 tiến sĩ. Giai đoạn 2026-2030 sẽ đào tạo 134 thạc sĩ, năm 2026 là 45 thạc sĩ, năm 2027 là 44 thạc sĩ, năm 2028 là 45 thạc sĩ.